Vâng, xin kính chào anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh chứng khoán Đạt Lê Finance, nơi em sẽ hỗ trợ những kiến thức đầu tư về chứng khoán cũng như là sẽ có những cái khóa học về tiền kỹ bắt đáy cổ phiếu đỉnh cao để giúp cho anh chị nhà đầu tư mới đến với thị trường có được những cái kiến thức cũng như là mình cần phải biết tại sao mình mua cổ phiếu đó, vừa mua vì cái lý do gì và cái thời điểm mình mua là như thế nào để cho nó phù hợp, để cho chúng ta có được những mức lãi là có thể khi mà mua xong là nó chạy nó lãi luôn chứ không cần việc là mua xong mình là gồng lỗ này kia các kiểu thì nó sẽ rất là lâu. Và đó cũng chính là cái phương pháp mà em đang hướng tới và em đã khuyến nghị rất là nhiều những khách hàng của em trong thời gian qua và họ ăn rất là nhiều những cổ phiếu dầu khí và những cổ phiếu thép. Và điển hình như là trong cái phiên giao dịch ngày 28 tháng 2 ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy rằng là những cổ phiếu mà thép đã đồng loạt tăng tím hết, giống như là cái màu áo của em đang bận đây anh chị ha. Đó, và khi mà có được những cái dấu hiệu tích cực của thị trường thì em đã khuyến nghị nhiều anh chị trong room VIP của em là mua vào mạnh những cái cổ phiếu thép anh chị. Đây, em đã cho nói là từ cái thời điểm 23 tháng 2 rồi là nói là đây, dòng thép nè, anh chị nên mua mua mạnh cổ phiếu là Hoa Sen và Nam Kim. Đó, thích tăng mạnh thì cứ mua thôi, riêng mà an toàn và chậm mà chắc thì HBG là số 1 nè. Đó, thì ngay cả Vini thì em vẫn đánh giá là nó sẽ không có những cái nhịp mà rơi sâu. Đó, thì với những cái xu hướng như vậy thì mình vẫn đánh giá ở một cái thị trường thì có thể nói rằng là Vini của chúng ta đã có được một cái dòng dẫn dắt theo đúng như cái view mà em đã phân tích trước đó, là đã có dòng dẫn dắt là ngành này dẫn dắt đó chính là ngành dầu khí và nó đã có nhen nhóm được cái sự dẫn dắt từ qua cái những cái cổ phiếu thép đây và đã nói từ rất là nhiều từ những cái video trước rồi. Và điển hình là nay hàng về thì cổ phiếu nó lại trần, có thể nói là một sự tư vấn rất là đỉnh cao, một sự vấn rất là hay đến từ cái kênh của em để hỗ trợ anh chị. Và trong cái room VIP thì mình nó sẽ còn hay hơn nữa, tại vì mình sẽ cập nhật thông tin trên đó liên tục trong cái phiên giao dịch để cho anh chị nhà tư nắm. Như anh chị nhà đầu tư á, khi mà mình làm việc và mình không có quan tâm về cái bảng điện thì có thể là trong phiên thì mình vẫn có thể đọc được những nội dung mà em view về thị trường cũng như là phân tích trong cái room VIP, thì như vậy anh chị đầu tư anh chị sẽ không có phải bị miss bất kỳ một thông tin nào của thị trường về từng phút từng giây. Và ngay cả trong những cái room về khóa học của mình, những cái room về khóa học của mình thì họ cũng ăn rất là nhiều những cái cổ phiếu khóa học của mình, thì hiện nay thì anh chị có thể thấy là ăn rất là nhiều những cái cổ phiếu mà mình đánh giá ở đây, đó chính là cái cổ phiếu dễ quan đây, ăn rất là nhiều, ăn từ những cái vùng đáy dưới này lên rồi đó, ăn từ cái vùng mà ở đây chúng ta thấy là vùng mà khoảng trong một cái xu hướng ngày ha, trong một xu hướng ngày thì đã ăn từ những cái vùng đáy bên dưới này, là mình rất là thích mua những cái cổ phiếu mà dưới đáy như này nè đó, những cái cây mà rút chân như vậy đã hai cây trần anh chị, họ rất là đẹp, rất là hấp dẫn đó. Thì để mà có được những cái kiến thức đó thì đòi hỏi là chúng ta phải học về những cái phân tích kỹ thuật, còn nếu mà không học được thì phải liên hệ mình để mình add anh chị vào những room siêu VIP đó. Thì khi mà mình add anh chị vào những room siêu VIP đó thì hoàn toàn miễn phí nha, và mình sẽ không thu bất kỳ một cái phí gì của anh chị hết, thì anh chị cứ inbox qua số điện thoại mình để mình hỗ trợ nha. Đó chính là một số giới thiệu ban đầu về cái kênh của mình. Và trong cái video này thì anh chị có thể thấy là mình sẽ phân tích về một số cổ phiếu có thể giúp cho anh chị nhà đầu tư ăn mạnh trong thời gian sắp tới. Và qua đây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận về cái xu hướng của Vini trong cái ngày 1 tháng 3. Ngoài ra thì mình vẫn có một cái kênh TikTok, thì anh chị có thể follow trên TikTok này của mình. Nhiều anh chị biết mình qua cái kênh TikTok thì hôm nay cũng có inbox mình và cảm ơn mình rất là nhiều khi mà mình tư vấn anh chị mua trong cái video đó phân tích là Hoa Sen và Phát và Nam Kim anh chị ha. Thì tất cả những thông tin mà tổng hợp nhận định chia sẻ và phân tích của mình đó là dựa trên quan điểm cá nhân nha. Nếu anh chị cần những sự chắc chắn thì có thể liên hệ mình để mình hỗ trợ anh chị. Ok, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ trở lại với tình hình của VN-Index một tí. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được một cái sự không mấy tốt đẹp của VN anh chị ha. Không mấy tốt đẹp của VN khi mà ngày hôm nay tiếp tục mở cửa thì nó đang ở một cái vùng xanh 1499. Đó, thì sau đó thì nó lại đóng cửa ở quanh cái vùng 1490. Nó có nghĩa là thị trường là vẫn đang tạo ra những cái kịch bản mà không tốt đẹp lắm. Tuy nhiên là nó sẽ bị phân hóa chị. Khi mà Vini ở đây á, thì đa phần thì mình sẽ đánh giá là Vini đang ở trong một cái trạng thái là đi ngang. Và khi mà đi ngang thì dòng tiền nó sẽ, nếu mà trường hợp dòng tiền rút ra thị trường thì tất cả những cái cổ phiếu nó sẽ đồng loạt là nó có những cái việc tăng giảm theo Vini. Nhưng mà hiện nay thì anh chị thấy ngày hôm nay chúng ta thấy những cái cổ phiếu dầu khí, những cổ phiếu thép nó có được những cái sự bùng nổ, hay thậm chí là những cổ phiếu phân bón nó có được những cái sự bùng nổ rất là mạnh mẽ. Và nó đây chính là những dòng cổ phiếu mà nó được hưởng lợi từ cái cuộc chiến tranh
anh chị lưu ý, nó được hưởng lợi từ cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đó. Và hiện nay là tình trạng của giữa Nga và Ukraine là như anh chị lại nói với mình á, hoặc là có thể nói là đàm phán rồi, nhưng mà đối với mình á thì mình đánh giá như vậy nè, rất là khó anh chị. À, tại vì sao? Tại vì đây chính là một cuộc chiến tranh mà do là phương Tây họ muốn gây ra. Tại vì sao họ muốn gây ra? Tại vì thứ nhất á, là họ muốn gây ra để họ kìm hãm lại cái, và họ muốn cho là Nga nó bị xa lầy ở trong cái cuộc chiến này, là cái thứ nhất. À, cái thứ hai nữa là thật sự mà nói là họ là đã có thể là họ đã bắt đầu họ tài trợ cho vũ khí Ukraine anh chị đó, để cho là bắt đầu là mục đích là làm cho Nga là kéo dài cái cuộc chiến này ra hơn là cái việc mà đàm phán. Mà cho dù đàm phán thì chắc chắn cũng phải là đàm phán một lần là thành công đâu, đàm phán thì phải hai lần ba lần này kia, xong rồi bên này phải nhượng bên kia một tí, bên kia nhượng bên nọ một tí, giống như anh chị mà đi ký hợp đồng chẳng hạn, những hợp đồng lớn thì anh chị phải đi vài lần rồi mới xong, chứ không thể nào hôm nay tôi ký hợp đồng công ty ông nghe thì ok cái ông đồng ý, cái chuyện nó không có đó. Nó giống như còn cái vị và chiến tranh này nó còn mạnh hơn nữa anh chị, nó còn to lớn hơn, cho nên nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề mà cần giải quyết trong đó. Và khi mà cái tình hình mà chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì tất nhiên là những cái dòng mà như mình đã nói, dòng thép, dòng phân bón và dòng dầu khí thì tiếp tục nó sẽ có những cái xu hướng tăng rất là bình thường đó. Thì chúng ta chỉ cần tập trung một tí xíu logic, một tí xíu tư duy vô thì chúng ta phân tích rất là dễ dàng, đơn giản thôi. Và khi mà có được sự đồng thuận từ những nhóm này thì khi mà dòng tiền nó đã có những dấu hiệu nó chốt lời ở những nhóm này thì nó sẽ kéo theo là sự định giá từ những nhóm cổ phiếu, những nhóm ngành khác, giống như là nhóm ngành chứng khoán, hoặc là nhóm ngành đầu tư công, hoặc là nhóm ngành hàng không đi chẳng hạn, nhóm ngành bán lẻ. Thì tại sao nó phải kéo qua những dòng đó? Tại vì những dòng đó nó sẽ có cái mức tích lũy, khi mà VN đi ngang thì nó sẽ, thứ nhất là nó có sẽ có được cái sự tích lũy, cái thứ hai nữa là nó đã không tăng trong thời điểm mà những cái cổ phiếu giống như là phân bón, dầu khí và đạm tăng. Thì như vậy chúng ta chỉ cần tin mắt mà chúng ta chỉ chọn lựa được những cái dòng đó thì chúng ta tiếp tục lại có những cái siêu phẩm mà giống như em đã phân tích trong đây, từ dầu khí cho đến là thép. Nói chung là rum em đợt này là đại thắng anh chị. Đại thắng mà thậm chí đại thắng rất là to. Nhiều anh chị trong đây, nhiều anh chị có nợ Victor cao to trong đây là ăn rất là nhiều, mỗi ngày kiếm 1 tỷ 2 tỷ là rất là bình thường anh chị đó. Và với những cái xu hướng như vậy thì chúng ta quay trở lại, thì đối với VN thì chúng ta thấy là tiếp tục là VN là tiếp tục giảm với một cái thanh khoản thấp, đúng không đó. Bởi có thể là đối với mình á, là cái mốc mà tình hình với tình hình hiện nay thì cái mốc 1483 nó sẽ không đủ hấp dẫn để nó làm cái mốc hỗ trợ của VN trong thời gian tới. Tại vì sao? Vì anh chị thấy là hiện nay là cái tâm lý của nhà đầu tư á, là họ đang rất là lo sợ về cái việc mà chứng khoán Mỹ nó giảm. Anh chị thấy là sáng nay thì chứng khoán Mỹ nó giảm rất là mạnh, đúng không? Sáng nay thì hôm nay thì nó giảm về, có những lúc nó về 33.350 đó. Thì hôm nay thì bây giờ nó lại 33.500, thì như vậy là nó giảm gần là 1.4%. Và các thị trường mà chứng khoán châu Âu, các thị trường mà chứng khoán châu Âu đến giai đoạn này thì nó cũng bắt đầu là mở cửa nó giảm rất là mạnh đó. Mở cửa bây giờ nó đã giảm rất là mạnh rồi, bây giờ là 5:30 nha anh chị đó, và nó giảm rất là mạnh đó, chứ không phải là nó có những cái nhịp mà nó đi ngang và nó tăng trở lại rất là khó. Tại vì khi mà anh chị phải đầu tư thì anh chị phải hiểu rằng là khi mà thị trường là nó giảm có những cú rơi rất là mạnh thì ít nhất là phải đến khoảng gần là 2-3 tháng sau nó mới hồi phục. Tuy nhiên là những cái cổ phiếu, có những cổ phiếu mạnh thì nó sẽ hồi phục hình chữ V, có những cổ phiếu thì nó sẽ không hồi phục được hình chữ V, thì nó rơi xuống và nó đi ngang, nó tích lũy xong rồi nó bật lên đó. Thì bản chất của thị trường chứng khoán nó phải là như vậy đó. Còn những cái chỉ số về thị trường hàng hóa thì anh chị có thể thấy là giá dầu hiện nay đang là ở mức 96. Thì giá dầu này thật sự là trong tuần này mình đánh giá là cũng chưa thể là vượt qua 100 được. Tuy nhiên là với những cái xu hướng về tích lũy từ trong những cái video mà mình phân tích ngày hôm qua nè đó, thì anh chị có thể thấy rằng là giá dầu nó thể vượt mốc 100 là chuyện sớm hay muộn thôi đó. Thì mình không đánh giá là giá dầu có thể vượt trong cái tuần này,
Nhưng mà rất có thể là về xu hướng thì có thể là vùng 100 đến 120 là chuyện rất là bình thường đối với giá dầu anh chị ha. À, và kế đến nữa thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được một cái sự tiêu cực của thị trường khi mà những dòng cổ phiếu trụ bị bán rất là mạnh. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là những cổ phiếu giống như là VIC, cũng những cổ phiếu Vingroup, những cổ phiếu ngân hàng bị bán hôm nay rất là mạnh, làm đảo chiều và trong đổ VN30 giảm là gần 9 điểm anh chị. Đó, và trong đó thì anh chị thấy là có một cái cổ phiếu mà mình đánh giá là có thể là nó là một cái cổ phiếu hấp dẫn trong thời gian tới, đó chính là cổ phiếu Vietjet. Thì ngày hôm nay nó cũng có những cái phiên bị bán mạnh vào phiên ATC. Thì cổ phiếu này thì chút xíu này mình sẽ có những cái phân tích chi tiết về cổ phiếu này. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được cái đà dẫn dắt của những cái cổ phiếu dầu khí và cổ phiếu thép là HPG và GAS. Kế đến là Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau Hoa Sen, thì nói chung là những cái cổ phiếu này nó đang trên đà nó dẫn dắt để cho dòng tiền nó vào những nhóm này thì rất là đẹp. Đó, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được là về chuyển động của nước ngoài, họ bán rất là mạnh những cái cổ phiếu thép anh chị. Họ bán rất là mạnh những cổ phiếu thép đó. Và hôm nay thì họ bán khoảng chừng 6-7 triệu cổ anh chị. Nếu tính bình quân lại thì họ bán gần 6-7 triệu cổ. Cho nên là với cái xu hướng như vậy thì mình mới khuyến nghị và cho nhiều anh chị trong room mình là nên chọn những cái cổ phiếu mà giống như là Hoa Sen, Nam Kim, tại vì khi mà có sóng á, thì nó sẽ tăng rất là mạnh đó. Và chính xác như vậy anh chị, là hôm nay thì chúng ta thấy là Hoa Sen và Nam Kim thì trong cái bảng điện nó đã cho một cái xu hướng là tăng trần rất là mạnh mẽ đó. Thì với những cái xu hướng như vậy thì mình đánh giá rằng thị trường á, là vẫn sẽ là những cái sự lưng phiên của thị trường và cơ hội vẫn còn rất là lớn cho nhà đầu tư trong vòng 3 tháng tới, cũng như là anh chị chỉ cần tin mắt một tí thì anh chị có thể mua được những cái cổ phiếu sẽ giúp cho anh chị nhà đầu tư ăn mạnh vào thời gian sắp tới. Ok, thì có thể là những cái cổ phiếu này á, là mình sẽ một phần mình sẽ update ở trên kênh YouTube này của mình, còn chính phần còn lại mình sẽ update trong cái room VIP của mình, trong room siêu VIP của mình. Tại vì sao? Tại vì là trong phiên thì mình sẽ quan sát những cái dòng cổ phiếu đó và mình sẽ biết được là cái khối lượng mà dòng tiền vào như thế nào, dòng tiền ra như thế nào, giống như là cái cách mà ngày hôm nay, giống như là cái cách ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy đây mình hôm nay thì mình có update rất là đơn giản. Mình đánh giá là bên Hoa Sen một tiếng bằng các phiên trước cộng lại ra đó, thì như vậy mình đánh giá như vậy là rất là hấp dẫn á. Hôm nay mà CE mà mua T3 vẫn không lỗ thì như vậy rất là hấp dẫn anh chị đó, về những cái xu hướng của nó như vậy. Và chắc chắn là khi mà mình nói xong thì phiên chiều là bắt đầu là nó có những dấu hiệu nó CE rồi, rất là hấp dẫn. Ok, và đó là một số nhận định của mình về thị trường. Riêng đối với mini thì anh chị có thể thấy rằng nếu mà trường hợp chúng ta đánh giá theo một cái xu hướng tuần á, đánh giá theo một cái xu hướng tuần thì chúng ta có thể thấy là mini của chúng ta là mây vẫn đang xanh rất là đẹp và giá thì vẫn đang nằm trên được cái đường xu hướng rất là đẹp đó. Cho nên là đối với mình á, thì mình vẫn đánh giá là mini của chúng ta rất là khó để gãy trong cái thời gian này. Vini chúng ta rất là khó để gãy trong thời gian này, và có thể là Vini của chúng ta là nó vẫn sẽ là những kịch bản mà xoay quay, và khi mà thị trường bắt đầu hồi phục thì nó sẽ là những cái chỉ số tăng mạnh nhất của thị trường chứng khoán thế giới. Và hôm nay thì anh chị thấy là cái mốc hỗ trợ của Vini nó sẽ nằm ở cái vùng là 1480. Chúng ta xem xét cái vùng này nha, rất có thể là ngày mai nó sẽ nhúng vào vùng này nếu mà trường hợp hôm nay tối nay chứng khoán Mỹ nó có những cái tin mà tiêu cực đó. Thì nhưng mà đối với mình thì mình vẫn đánh giá là với cái xu hướng này thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta chờ đợi, và chúng ta chưa việc gì chúng ta phải mở mua mới những cái cổ phiếu mà mình không khuyến nghị trên cái kênh này của mình. Anh chị lưu ý, những cổ phiếu mình khuyến nghị trên kênh của mình thì anh chị mua và lãi là rất là nhiều rồi đó. Và đến giai đoạn này thì chúng ta vẫn chưa mua mới. Tất nhiên là khi mà anh chị mua trên kênh này của mình thì anh chị đã chậm hơn trong cái room VIP của mình là đến khoảng là một phiên đến hai phiên rồi. Tại vì là mình phải trong phiên, mà trong phiên thì mình phải khuyến nghị trong phiên thôi, chứ đâu phải là cuối phiên thì mình mới khuyến nghị được đó. Và như vậy thì anh chị thấy là có thể là chúng ta sẽ trước mắt thì một cái vùng kháng cự của Vini thì vẫn chưa thể vượt qua là vùng 1530 đúng không? Đó, thì đến giai đoạn này thì nó sẽ điều chỉnh về, có thể nó về chỉnh về vùng là 1470, đây cũng là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của Vini, hoặc là vùng 1484. Thì ở với những xu hướng này thì mình đánh giá là thị trường có thể nó sẽ có những cú hồi phục lên vùng 1500 trở lại.
Đó chính là một cái view mà mình muốn hướng đến anh chị nhà đầu tư. Thì trong phiên ngày mai là đây là những cái ông mà mua, nếu mình xét theo nến thì những ông mua trong cái phiên ngày hôm nay là đây chính là cái phiên mai là phiên hàng bắt đáy về, thì tất nhiên nó sẽ gặp những áp lực bán rồi. Với cái vol to như vậy tất nhiên nó sẽ gặp áp lực bán, và nếu mà trường hợp thị trường có những cái cú rung lắc thì có thể là cái chỉ số VN30 của chúng ta nó có thể là nó sẽ chạm 1.500. Thì với những cái xu hướng như vậy thì anh chị phải nên lưu ý là chúng ta chưa có gọi mua về những cái cổ phiếu mà trong cái rổ mà VN30, mà chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu mà nó có dòng tiền vào, và giống như mình phân tích. Thì quay trở lại với những cái cổ phiếu mà mình đã phân tích trước đó, thì đầu tiên thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu HPG. HPG thì hôm nay thì nó vẫn chưa có dấu hiệu là vượt được khỏi cái vùng 48 của nó, đúng không? Thì nếu mà trường hợp đến giai đoạn này thì đối với mình thì mình đánh giá là HPG vẫn kỳ vọng lên được ở cái vùng mà xấu nhất của nó, min nhất của nó, nhỏ nhất của nó là vùng 52. Với cái xu hướng này trong tuần này thì nó chỉ cần nó đóng ở trên 48 thì anh chị mua mạnh cho tiếp cho mình được nha, anh chị có thể mua mạnh tiếp cho mình được đối với cổ phiếu HPG này. Và cái đến nữa thì cổ phiếu Hoa Sen thì anh chị cảm thấy rất là đẹp, đúng không? Chạc của Hoa Sen rất là đẹp. Nếu mà trường hợp nhiều anh chị không thần về phân tích kỹ thuật á thì họ cứ nghĩ Hoa Sen là nó chưa phá mây này kia các kiểu, đúng không? Nhưng mà mình nhìn một cái xu hướng tuần á là một cái xu hướng dài hạn, đúng không? Thì nó đã mây của nó đang rất là đẹp, đúng không? Đó, mây nữa nó đang rất là đẹp và nó vượt ra khỏi những cái vùng kháng cự rồi. Nó vượt ra khỏi những vùng kháng cự rồi. Đối với cổ phiếu mà Hoa Sen này anh chị, thì mình đang thấy là trend nó đang rất là đẹp. Nó thì chỉ cần hai cái đường MACD này á mà nó cắt lên, nó vượt lên vùng này thì có nghĩa đồng nghĩa là hai đường MACD này nó cắt, nó vượt lên thì đồng nghĩa là đòi hỏi Hoa Sen nó phải chạm vùng 43 này. Và khi mà nó chạm vùng 43 này, nó cắt nó vượt lên thì có thể là chúng ta vẫn có thể mua tiếp được đối với Hoa Sen. Còn đối với giai đoạn này của công group mình thì mình sẽ không khuyến nghị là anh chị vào tiếp Hoa Sen, tại vì mình đã hô mua rất là nhiều và hàng đã về trong tài khoản gần 70-80% rồi. Và hôm nay thì cho mua những cái đợt cuối rồi, là mua từ thời điểm mà lúc sáng là 36x rồi đó, lúc sáng mà những cái thời điểm mà nó nằm ở vùng 36 37 nè, mua rất là nhiều ở những vùng này rồi đó. Thì như vậy anh chị thấy là ngày hôm nay là chúng ta thấy những cái cột mà như 36.8 nè, 36.8 là những cái khối lượng mà khớp mà to mà gọi là min nhất, tại vì anh chị thấy những khối lượng bên dưới này nó chỉ là 20.000 10.000, thì những khối lượng mà to nhất là trong room mình mua hết đó, có nghĩa là bắt được những cái giá thấp nhất ở những vùng này rồi đó. Và kế đến nữa thì cái cổ phiếu mà Nam Kim, Nam Kim thì cái trend nó quá đẹp anh chị, nó với cổ phiếu Nam Kim thì trend nó quá đẹp, và cái xu hướng của Nam Kim thì có thể là lên được vùng 54 55 là rất là bình thường. Và khi mà nó kéo lên dày thì những cái cổ phiếu mà Hoa Sen nó sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Thì như vậy là ba cái cổ phiếu này vẫn đang là một cái tiềm năng tăng trưởng rất là tốt trong vòng là 1 đến 3 tháng tới. Và khi mà VN nó đỏ và những cổ phiếu này nó vẫn xanh thì mình có thể là mình mua tiếp được, không thì chúng ta chờ những cái nhịp chỉnh của nó thì chúng ta mua. Tại xu hướng tăng thì anh chị phải hiểu rằng là trong một xu hướng tăng của một cái cổ phiếu á thì nó sẽ tăng lên, cái mức độ tăng của nó sẽ nhiều hơn, có thể là nó sẽ điều chỉnh nhẹ và nó tăng lên vậy, và nó điều chỉnh nhẹ và nó tăng lên, thì điển hình là cái đáy và cái đỉnh nó sẽ cao dần nè. Đó thì mình cứ tiếp tục mình mua vào thôi. Là, thì ok, cái đấy nữa thì HMC đây cũng là một cái cổ phiếu mà có PE cực kỳ hấp dẫn anh chị, khi mà PE của nó là có khoảng 2-3 thôi. Anh chị lưu ý là dòng thép hiện nay PE rất là thấp, thì có thể là nó sẽ lên được ở cái vùng mà nó có thể lên được cái vùng mà 55-57 của nó. Thì đối với mình thì những cái cổ phiếu này thì mình không đánh giá là nó hấp dẫn, tại vì nó không có đủ những cái margin tốt để mình mua và đó, cho nên là mình chỉ thích những cái cổ phiếu mà có margin cao để chúng ta có được những cái đòn bẩy khi mà nó uptrend lên, chỉ cần tăng 20% 30% là chúng ta đã x2 tài khoản rồi đó. Và tất nhiên là khi mà nó giảm thì mình sẽ có những cú mà điều chỉnh đó, thì mình sẽ luôn là những cái người đầu tàu để đứng ra là quản trị tài khoản cho anh chị nha. Ok, và ở đây thì cái đến nữa thì chúng ta có thể đi tiếp một số cổ phiếu về dòng dầu khí, điển hình như là cổ phiếu BVS. BVS thì những cổ phiếu này bây giờ không còn điểm mua anh chị, mặc dù là biết nó còn tăng nhưng mà mình không còn điểm mua, tại vì điểm mua là mình đã cho mua rất là nhiều từ ở những cái vùng mà chúng ta sẽ thấy là rằng là nó vượt ra khỏi vùng này là vùng 31, đúng không? 30-31 là mình đã cho mua rất là nhiều, 29 mình cũng cho mua rất là nhiều rồi đó. Và đến giai đoạn này nó chạm ngay cái vùng đỉnh 36.5, nó quay đầu rồi, có nghĩa là trong một cái xu hướng này là nó đã có 3 phiên nó không vượt qua được ở cái vùng mà chúng ta lưu ý nha, nó đã có 3 phiên nó không vượt qua được vùng 36 thì nó chính là cái rủi ro ngắn hạn, đó chính là cái rủi ro ngắn hạn mà nhà đầu tư cần phải chú ý ngay tại giai đoạn này, lưu ý nha. Thì khi mà đa phần á, nếu mà trường hợp mà
một cổ phiếu mà đánh thuần theo phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy được một cái mô hình của nó. Đây chính là một cái mô hình mà hay đáy của nó ngay chỗ vùng này anh chị ha. Ở nhiều người thì gọi cốc tay cầm ha, chảo tay cầm vậy đó thì mình không biết rồi đó, nhưng mà đối với mình thì mình đánh giá đây là hay đáy và nó có được những cái sự tích lũy đó thì rất là đẹp. Như vậy thì việc mà nó tăng lên thì rất có thể nó sẽ phải điều chỉnh về vùng 30-31 này để nó loại bỏ những nhà đầu tư T cộng, những nhà đầu tư không tin tưởng vào doanh nghiệp đó. Và khi mà đã loại bỏ xong rồi những nhà đầu tư mới, có thể là nó sẽ rước thêm những nhà đầu tư mà họ đã bị trễ tàu, mà mặc dù họ là cổ đông của những cái cổ phiếu này nhưng mà họ vẫn bị trễ tàu, thì có thể là về đây nó sẽ có những cái lực căng, lực mua lên rất là mạnh đó. Thì chúng ta chú ý nghe, khi mà nó không vượt được cái vùng đỉnh ở đây thì chúng ta phải lưu ý rằng cổ phiếu BVS này nó đang ở cái vùng đỉnh là từ 2018 tới giờ nha, rất là nguy hiểm đó. Nó đang ở vùng đỉnh 2018 tới giờ và anh chị thấy là cái MACD của nó nè, cái chỉ báo mà MACD của nó đây, chúng ta sẽ thấy một cái chỉ báo mà MACD của nó đã cho cái đỉnh rồi đây đúng không, đó đã cho cái đỉnh rồi và ngay đây chúng ta sẽ thấy là nó đã có đỉnh, có nghĩa là gần đỉnh và nó không vượt qua được đó. Trong khi đó anh chị phải lưu ý rằng là cái cổ phiếu mà BVD này là nó đang tăng từ những cái thời điểm mà nào ạ, nó tăng từ những cái thời điểm tháng 4/2020 đến bây giờ là đã gần là 300% rồi đó. Cho nên là mình cũng phải cảnh giác ngay tại vùng này, nói chung là phải có sự điều chỉnh thì chúng ta mới tham gia, còn nếu không có sự điều chỉnh thì chúng ta không tham gia được đó. Khi mà cái chỉ báo MACD đã thì cũng đang cho những cái tín hiệu là tạo đỉnh rồi, anh chị lưu ý là BVS đã có những tín hiệu tạo đỉnh rồi, mình đã cho đơn mình thoát hết vùng 35-36 rồi nha đó. Còn mua mới thì chúng ta vẫn phải chờ thôi, và cái xu hướng nếu mà trường hợp mà nó vẫn mạnh và nó vẫn tăng vượt vùng 36 thì chúng ta vào hàng lại thôi, thì chúng ta lên 40-45 chúng ta chốt đó đúng không, cỡ nào cũng có lãi hết đó. Còn hơn mà việc mà nhảy vô họ bán xong vùng 36-35 rồi nhảy vô mua lời 34 xong rồi chỉnh về 31, thật sự cuối cùng tổng tài khoản là vẫn lỗ đúng không, tổng tài khoản thì cuối cùng thì vẫn lỗ. Tại vì sao? Tại vì cứ mua tại thời điểm 30 mua 29-30 thì lại mua ít, mà trong khi đó 34-35 thì mua nhiều, thì khi mà nó giảm thì tất nhiên là mình sẽ bị lỗ nhiều rồi. Cổ phiếu kế đến đó là cổ phiếu BVS anh chị, BVD anh chị. BVD thì ở đây nếu mà trường hợp chúng ta đánh giá về phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái đám mây xanh bắt đầu là nhú ra. Thì anh chị thấy lưu ý rằng là khi mà mây xanh này nó có những cái dấu hiệu mà nó nhú ra như vậy thì nó cũng là một cái sự tích cực, và nó đã phá mây rồi, phá mây ngay tại vùng 27-28 rồi. MACD thì vẫn đang cho những cái tín hiệu là tăng tiếp anh chị, MACD vẫn cho tín hiệu tăng tiếp đó. RSI thì nó hơi ở cái vùng quá mua thôi, quá mua rồi. Thì đối với những cái cổ phiếu này thì mình đánh giá là nó sẽ tăng không quá một tháng nữa là nó sẽ có những sự điều chỉnh, có nghĩa là mình chỉ đánh giá. Tại vì sao? Tại vì anh chị thấy là MACD và RSI nó đã bắt đầu vào những cái vùng kháng cự rồi, và khi mà nó tăng lên đúng một tháng nữa thì chắc chắn nó sẽ chạm lên ở cái vùng chính này, MACD nó sẽ chạm vùng chính này và RSI nó sẽ chạm lên cái vùng mà 80 này. Thì như vậy là cái sức nóng của những cổ phiếu này nó sẽ bị dịu xuống đó. Tại vì là rất là khó để mình mua được, cho nên là chúng ta phải chờ những cái phiên mà điều chỉnh thôi. Thì những phiên điều chỉnh đó thì có thể mình sẽ update trong group VIP của mình, hoặc là có thể là sau phiên giao dịch thì mình mới update lên trên kênh này của mình nha. Như vậy là BVD vẫn chưa có dấu hiệu mua được, còn nếu được hỏi anh chị là ôm dài hạn thì vẫn cầm được đó. Còn không thì giai đoạn này thì chúng ta cũng phải chú ý quan sát về những cổ phiếu đó nha. ABSR thì đang gặp rất là nhiều khó khăn bên vùng 30 anh chị. Tại vì sao nó gặp khó khăn? Tại vì đây chính là cái vùng mà kháng cự của nó. Thì đối với mình là những cái cổ phiếu này mà nếu mà trường hợp mà chúng ta đánh giá theo cái sống anh chị, thì mình đánh giá là vẫn còn sống nha, nhưng mà có thể là nó sẽ có những cái cú mà điều chỉnh, nó sẽ có những khi mà nó chạm về vùng 30-32 này, nó sẽ có những điều chỉnh về vùng 25-26 để nó tạo ra một cái mô hình chảo này đó, một cái chảo như vậy đúng không, sau đó thì nó lại có những cái quay đây gọi là tay cầm anh chị ha. Thì như vậy thì nó vượt qua thì như vậy thì nó tăng tiếp rất là đẹp anh chị ha. Còn với những cái chỉ báo như vậy thì anh chị thấy là trong xu hướng tuần những cái cổ phiếu này đã tuy cũng khá cao rồi, cho nên là với những dòng vũ khí thì mình vẫn không khuyến nghị là anh chị có thể mua mới trong giai đoạn hiện nay được ở đó, và chúng ta phải chờ những nhịp chỉnh để chúng ta có thể bắt lại thôi. Đó là một số view về những cổ phiếu mà dòng vũ khí của mình. Thì cái đến nữa thì chúng ta đi qua cổ phiếu là BVT anh chị. BVT thì con này thì mình đánh giá là cái tiềm năng tăng trưởng của nó trong năm 2022 so về cái phương diện mà trên báo cáo tài chính thì đang rất là đẹp
và năm nay có thể là nó có thể lãi được chạm, có thể là tăng khoảng 30% 40% lên mức 1.000 tỷ so với cái target của nó năm nay đặt là khoảng 650 tỷ đó. Cho nên là những cổ phiếu này thì mình vẫn đánh giá là có thể nó sẽ còn một cái điều chỉnh để nó tạo ngay cái đáy, ngay vùng 21 22 này, và sau đó thì nó lên vùng này, và sau đó thì nó sẽ vượt về vùng này và nó bật lên như vậy thì nó rất là đẹp đó. Thì xu hướng của BBT là như vậy, thì chúng ta vẫn chưa có tìm được một cái điểm mua tốt đẹp của BBT. Ok, và cái đến nữa thì mình sẽ đi qua dòng chứng khoán. Đây cũng là một cái dòng mà nhiều anh chị nhà đầu tư đang hỏi mình về những cổ phiếu có điểm mua, thì mình vẫn đánh giá là STI vẫn chưa có dấu hiệu mua được. Khi mà ở đây thì mình giải thích tại sao mình chưa mua được, tại vì anh chị phải thấy rằng là những cái thấy đường MACD nó bắt đầu là nó gãy xuống rồi, mà trên ở trên là vùng kháng cự, cho nên là hai yếu tố là đã không đạt được rồi, hai yếu tố đã không đạt được theo đúng cái kỹ thuật trong cái bài học của mình thì mình không mua. Tương tự như vậy anh chị, SHS cũng tương tự này, và HCM thì như nào, HCM thì cũng tương tự nha, rất là khó để có những cổ phiếu này, thì có rất là khó để có điểm mua đó, không hấp dẫn. Nói chung là dòng chứng khoán thì cái vol và cái xu hướng thì vẫn đang không hấp dẫn đó. Ok, chúng ta đi qua dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng thì hôm nay chúng ta đánh giá MBB như thế nào. MBB thì với một cái xu hướng chúng ta có thể thấy là đang gọi là, nếu con này là nếu mà trường hợp anh chị đánh theo phân tích kỹ thuật, anh chị cứ mua MB cũng được, là mua bất kỳ giá nào so với trong giá trường vẫn lãi được. Tại vì sao? Tại vì là nó sau khi mà nó có những cái cú tăng rất là mạnh và nó rơi xuống đúng không, xong rồi nó lại điều chỉnh đó, nó điều chỉnh xong rồi là nó vượt ra khỏi vùng kháng cự này đúng không, nó test lại nè đó, và nó rít nó, thì cái đó chính là cái xu hướng của phân tích kỹ thuật. Và anh chị thấy MACD xanh rất là đẹp, MACD đã hướng lên rất là đẹp, RSI thì vẫn có thể chấp nhận được, có thể là tăng thêm hai tuần nữa đó. Thì với những cái xu hướng của MBB như vậy thì anh chị có thể mua vào được nha, mua vào được, nhưng mà phải chấp nhận là những cái cổ phiếu này nó nặng mông á. Anh chị thấy giấy tới khoảng gần 4 tỷ cổ phiếu thì đòi hỏi một ngày mà nó tăng 7% hoặc là 4% rất khó, làm sao mà để mà tăng như vậy được. Anh chị thấy là mà trong khi đó là ngày hôm nay chúng ta để ý vào cái cổ phiếu mà MBB này. Đây, ngày hôm nay chúng ta để ý vào cái cổ phiếu này, giá trị của nó là khoảng 500 tỷ đúng không? Đây. 12 triệu cổ tương ứng 500 tỷ, cho nên là mà để kéo cái cổ phiếu này đòi hỏi dòng tiền vào phải rất là mạnh. CTG anh chị. CTG thì con này thì mình nếu trường hợp anh chị nào xem kênh của mình thì chắc chắn là chốt được ngay những cái vùng đỉnh rồi, ngay vùng đỉnh trước đó rồi. Còn với cái xu hướng tuần hiện nay thì tiếp tục nó vẫn rơi nè, không có một cái nến đảo chiều nào luôn anh chị, mây đỏ bắt đầu là kéo đến rồi, cho nên là không còn chỗ nào hấp dẫn. Anh chị thấy MACD nó bắt đầu gãy rồi, MACD đó mà gãy về dương về dưới âm anh chị ha, MACD mà gãy về dưới âm là cái con này là có thể là nó sẽ quay về nó test lại vùng 28 anh chị ha, cho nên là rất là rủi ro đối với những cổ phiếu này. Còn BIDV thì con này tuần thì tiếp tục rơi anh chị ha, những cổ phiếu này tiếp tục rơi, tại vì anh chị phải để ý rằng là cái MACD của nó nè, anh chị lưu ý là MACD của BIDV đây này, những vùng này nè anh chị thấy là nó khi mà nó tạo đỉnh thì nó có những cú rơi rất là ác liệt đây, và ở đây chúng ta để ý nè, khác gì đâu đó đúng không, chỉ cần tinh mắt một tí xíu. Có một số anh chị hỏi mình có mua được không, khi mà tại thời điểm mà giá nó 48 49 anh chị, mình nói là con này lên thì chỉ có bán thôi chứ sao mà mua được đó. Mà nhiều anh chị này cũng nhiều khi cũng hay thích đi ngược mình, mua xong giờ bắt đầu là gồng lỗ thôi, rất là khó. Tiền chúng ta phải luôn luôn vận động, không ăn thì chúng ta phải thoát thôi chứ, rồi gồng những con này bây giờ phải chờ đến đảo chiều chị đó. Mà với những cái xu hướng này nó đã tăng rất là khủng khiếp rồi, anh chị phải nhìn, mình chịu khó mình phân tích tí xíu đi trời. Những cái cổ phiếu này nó đã tăng từ 25 tháng 10 mà nó đã tăng lên vùng này, là tương ứng là ví dụ 25 tháng 1 là nó đã tăng là 3 tháng rồi, 3 tháng mà nó tăng 60% rồi đó. Thì cái xu hướng nó điều chỉnh thì không chỉ điều chỉnh 5% 10% đâu, có nhiều khi nó điều chỉnh về những vùng bên dưới này 40 thì sao đó. Cho nên là mình lại đi đổ tiền mà mình mua những cổ phiếu này rất là rủi ro. Tin tức gì đúng không, tin tức thì họ chỉ báo mình ngày này tháng này cổ phiếu đó sẽ ví dụ như mình mới tin tức, mình mới tin tưởng như vậy đúng không. Ngay cả như mình view là trong vòng là hoa sen đúng không, mình view là hoa sen là trong vòng 3 phiên. Mình nhớ là mình có một cái view là trong vòng 3 phiên là mà cổ phiếu đây
là từ 23 tháng 2 mình view nè. À, Hoa Sen là trong vòng 3 phiên nữa là sẽ có một cây cây nến là red tăng mạnh đó. Và đúng như vậy luôn anh chị. 3 phiên nữa. Đấy. View một đỉnh gọi là chính xác gần 100% luôn đây. Đây. Đúng không? Nó gần 100% chính xác luôn mà còn nhiều khi á, là mình còn có những cái chốt non, hoặc là nhiều khi mình bị miss những cái thông tin, mình bị miss một số cổ phiếu thì mình phải chấp nhận thôi, chứ không thể nào mà mình đua vào những cổ phiếu như vậy, rất là khó chị. Có thể nhiều khi nó chỉnh về tận nay đó, về vùng mà 42 thì sao đó, thì mình mua 48 thì như vậy thì mình sẽ bị mất rất là nhiều những cái cơ hội cho những cổ phiếu khác, rất là khó chị. Ngay cả MACD đó bây giờ âm mà may anh chị thấy những cái vùng mà nến đỏ đó bên đây đúng không, đây chị thấy những vùng mà nến đỏ của nó, những vùng nến đỏ nó toàn là rơi không nè, đây, tương tự nè, đây rơi nè, hả, đây rơi tiếp nè, đây rơi nè, thì về đây rơi nè, thì như vậy thì chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta có được một cái điểm mua tốt. Thì ok, những cổ phiếu này thì anh chị không nên tham gia nhé. Đó, ví dụ như anh chị mua là phải mua những cổ phiếu như ICB này nè, mình đánh giá là kỹ thuật thì nó chưa đẹp nhé, nhưng mà mua thì mua vẫn được đúng không? Đó, mua thì mua vẫn được, mua thì chúng ta đánh tay không này cái kiểu, tại sao nó có tích lũy nè. Thì bây giờ nó chỉ cần mình mua khoảng 50% vị thế, khi mà nó red out khỏi vùng nền này chúng ta mua mạnh 38 chúng ta mua mạnh, tại vì nó có sự tích lũy nó bật lên thì chúng ta mua rất là mạnh. Còn riêng giai đoạn này mua đến nay lỗ thì cũng không lỗ, mà lãi thì cũng không lãi đó, chứ không phải à chờ nó tăng là ao lên này là chúng ta nhảy vào chúng ta mua thì như vậy rất là khó. Anh chị hạn chế cái việc mà FOMO vậy đó. Ok, thì đó chính là một số view của mình, và hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua dòng cổ phiếu là bất động sản. Thì đầu tiên thì chúng ta thấy là đất xanh anh chị ha. Đất xanh tiếp tục là một cái ngày rơi rồi, hai ngày rơi thì có ngày thì bây giờ chờ xu hướng tuần thôi anh chị ha. Xu hướng tuần con này thì như thế nào, xu hướng tuần con này là quá khủng rồi, quá mua dữ khủng khiếp rồi. Anh chị thấy là MACD của nó là quá quá tăng cao rồi anh chị ha. Đó. Anh chị thấy những cổ phiếu này có thể là sóng 5 đó thì nó lên được vùng này thôi. Sóng 1, sóng 2, sóng 3 nè, sóng 4 là sóng 5 nè. Sóng 5 nó vượt lên được vùng này là có thể nhiều khi tuần này là một tuần này nó đã không vượt được 45 thì vùng này có thể là nhiều khi mà nó con này mà chỉ cần gãy 40 thôi. Con này gãy 40 thôi có thể nó phải quay về vùng 35 nha. Đó, cho nên là rất là xấu những cổ phiếu này, thì chỉ báo kỹ thuật nó đã cho những cái điểm đỉnh hết rồi. DG anh chị, DG thì con này thì nó cũng chưa đẹp để anh chị tham gia vào anh chị ha. Con này thì mình đánh giá trung lập nha. Nhiều khi con này thì những anh chị nhà đầu tư nào mà đợt trước thì mình kiếm được rất là nhiều tiền những cổ phiếu này. Còn qua bây giờ đến giai đoạn này thì chúng ta sẽ thấy là DG đã điều chỉnh rồi, cho nên là mua thì phải mua ở dưới những vùng bên dưới này nè. Chúng ta chờ về đấy chúng ta bắt thôi. Còn riêng vùng này thì đối với mình là mình không khuyến nghị anh chị tham gia vào những cổ phiếu như vậy. Rất khó để có những cái điểm mua. CO thì cũng tương tự, DG tương tự đúng không? C2 thì cũng tương tự anh chị ha. Ok, chưa có điểm mua những cổ phiếu này thì chưa có điểm mua đâu. FCN thì những con này nè bây giờ nó đang tích lũy như vùng này thì chúng ta có thể bắt đầu là chúng ta xem xét chúng ta gom dần được. Đó, mua để cho một cái sóng mới là lên được vùng đỉnh nè. 34, 37 chúng ta mua được những cổ phiếu như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu chúng ta mua, hoặc là những cổ phiếu giống như là Legacy lên đây chúng ta phải quan sát từng nó. Con này bây giờ quan sát từng nó, từng này có thể là nó vượt ra khỏi vùng mà 20 nè đúng không, nó vượt, nó có hai tầng không vượt được vùng 21 rồi. Nếu trường hợp từng này nó vượt được 21 thì chúng ta mua mạnh vào đó, thì như vậy thì chúng ta mới kiếm được những cái lợi nhuận tốt từ thị trường hiện nay chứ. Nhảy lên vùng này chúng ta mua vào thì rất là khó. Và cái đến nữa thì chúng ta đi qua một số cổ phiếu mà HAG như trước đó thì mình có nói anh nhiều anh chị trong room mình bắt ở vùng 10.75 anh chị. 10.75 là khi mà nó tạo ra được một cái cú bắt đáy kinh điển anh chị, mình một cú bắt đáy kinh điển là vùng này, cái nến đây, những cái vùng này đúng không đó, và hàng về lãi anh chị. Nhưng mà mình thấy là nó có ba phiên không vượt vùng 11.7 thì mình đã nói với rất là nhiều anh chị nhà đầu tư nên chốt bớt, tại vì con này lúc đó là 11.2, 11.3 thì vẫn lãi, nhưng mà nó rơi, nó sẽ rơi về những cái vùng mà bên dưới nhiều hơn để nó tích lũy bên dưới thêm đó. Thì những con này thì đòi hỏi volume thấp dần thì chúng ta bắt đầu nhảy vô chúng ta mua được, và không thì mua chúng ta phải chờ nó rét ao cái khỏi mô hình mà tam giác này nha. Ok, HNG thì như thế nào? HNG thì cũng tương tự anh chị, những cổ phiếu này thì chưa có điểm mua. Nói chung là điểm mua nó sẽ có khi mà
Nó sẽ có những khi mà anh chị đừng có vội à mình nghĩ bắt đáy, anh chị thấy không, điểm mua khi mà lên đây chúng ta lãi 60%, cần gì chúng ta phải bắt ở những vùng 7 này đúng không, lên những cái vùng 8, 9 này chúng ta mua chúng ta vẫn lãi được 60% rồi, rất là khủng khiếp, một mức lãi mà nhiều nhà đầu tư họ rất là thèm thuồng, chỉ cần lãi 20%, 30% một năm là đã rất là khủng khiếp rồi anh chị đó. Cho nên là chúng ta vẫn rất là khó để chúng ta tham gia vào những cổ phiếu mà nó đã gãy nền rồi nha. Ok, và cái đến nữa thì chúng ta đi qua một số cổ phiếu về ngành hàng không mà mình đang thấy cũng rất là đẹp. Đây chính là những cổ phiếu mà giống như là Vietjet anh chị. Con này thì mình đánh giá là có thể nó sẽ lên được ở những cái vùng mà cao hơn của nó, thì ở đây chúng ta thấy là cái MACD đó nó đang rất là đẹp, RSI của nó cũng đang rất là đẹp, và cái phá nền, nó đã phá ra khỏi cái nền từ thời điểm mà tháng 3 2018, tháng tháng 9 2018 đúng không, và nó bị gãy luôn, đến bây giờ hôm nay nó đã phá nền rồi. Con này nếu mà trường hợp về vùng vùng 133 thì chúng ta bắt lại rất là mạnh nha. Con này nếu mà trường hợp anh chị lưu ý về vùng 133 bắt mạnh cho mình nha. Ok, và cái đến nữa thì chúng ta đi qua cái cổ phiếu là HTN, là có nghĩa là việc việc check thì chúng ta chơi chờ điểm mua nha. Thì vùng 133 nó khớp khớp với cái trendline vùng 22 của cổ phiếu HVN này nha, chúng ta chú ý vào hai cái cổ phiếu này nha, 2223. Ok, và cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi qua một cái cổ phiếu mà mình thấy là nó sẽ giúp cho nhà đầu tư có rất là nhiều lợi nhuận trong thời gian tới, đó chính là cái cổ phiếu mà SIB. SIB thì con này nó chỉ cần vượt qua vùng 175 thì xu hướng của nó sẽ lên được vùng là 274. Tuy nhiên á, thì mình sẽ không kỳ vọng nó lên vùng 274 mà có thể nó sẽ lên được vùng bên dưới này là hai vùng 220. 220 thì chúng ta sẽ có được cái mức lãi như thế nào, thì ở đây chúng ta đánh giá là vùng 175 lên vùng 220 thì lãi là 26%. Thì như vậy rất là đẹp, những cái chỉ báo của cổ phiếu SCB này thì con này thì có thể là trong vòng tuần này nó sẽ có một cái trần anh chị ha. Anh chị lưu ý là con này có thể là trong tuần này nó sẽ có một cái trần, khi mà những cái tín hiệu của nó là đã bắt đầu cho một cái sự tăng giá rồi, thì như vậy là có thể là con này là chúng ta có thể là mua vào từ ngày mai được nha. Và kế đến nữa thì những cái cổ phiếu mà giống như là IEG thì mình đã cho mình mua rất là nhiều rồi. Những cổ phiếu này thì mặc dù nó không có margin nhưng mà cũng không có được nhiều nhà đầu tư họ chú ý, cho nên là mua vào thì cũng không phải là một cái sự việc mà theo mua theo đám đông. Những cái cổ phiếu mà penny khác giống như là OGC ngày hôm nay nó vẫn có những cái tín hiệu tăng đẹp nè anh chị ha. OGC hoặc là GVC nó vẫn có những cái tín hiệu tăng đẹp, GVC hôm nay rất là đẹp anh chị đó. TTF thì như thế nào, nhiều anh chị cũng hỏi mình về cái cổ phiếu này. TTF thì con này sớm hay muộn cũng là vượt đỉnh thôi ở vùng 16 này, nhưng mà có thể với những cái xu hướng nến này thì có thể là nó quay về vùng 13 13x 14x để nó làm gì ạ, nó tạo ra một cái vùng tích lũy ở vùng này đó, sau đó nó bật lên và như vậy thì nó vượt qua thôi, nó vượt lên vùng này thôi, rất là đẹp gì. Đối với TTF thì như vậy là giai đoạn này chưa, thì mua mới thì chưa mua được đó, mua mới thì nó gần đỉnh nha, chúng ta mua chưa mua được thì chúng ta tiếp tục chờ chỉnh thôi. Thì ok, như vậy thì tóm tắt lại trong cái video này hôm nay thì chúng ta có thể thấy là những cổ phiếu thép thì có thể khi mà có những sự điều chỉnh thì chúng ta có thể mua được, và những cái cổ phiếu dầu khí thì chúng ta sẽ chú ý và quan sát trong cái room VIP của mình để mình tư vấn là có thể mua hay không mua, là cái thứ hai. Cái nữa là chúng ta chú ý vào cái cổ phiếu là Vietjet đúng không, Vietjet và cái cổ phiếu SRB nha. Hai cổ phiếu này mà đánh giá là có thể là nó sẽ là những nhịp kéo của thị trường trong thời gian tới. Ok, thì cái video này của mình đến đây là kết thúc. Anh chị có thể follow kênh TikTok của mình rất là hay, và mình sẽ khuyến nghị nhiều cái danh mục cổ phiếu trên đó để cho anh chị có được những cái cơ hội điểm mua điểm bán rất đẹp. Và mình khuyến nghị những cổ phiếu dầu khí thì cổ phiếu dầu khí trần, những cổ phiếu hoa sen thì mua xong về hàng T3 nó trần, Nam Kim, Hòa Phát rất là đẹp ở đó. Thì một lần thì có thể là do may mắn, nhưng mà nhiều lần thì chắc chắn là đòi hỏi và tư duy và kinh nghiệm của mình trong đó. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều, và hẹn gặp lại anh chị trong cái video phân tích về VN-Index ngày mai ngày 1 tháng 3 và xu hướng của VN-Index ngày 2 tháng 3 nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.